Hôm nay mình sẽ dẫn các anh chị đi xem Trung Thu ở trong khu đô thị 5 sao. Tiện thể mình sẽ review cái hồ cánh sen, hồ bán nguyệt ở trong khu đô thị 5 sao này cho các anh chị nha. Hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt, ngày lễ Trung Thu của các em thiếu nhi. Và trong một cái dịp cũng rất là đặc biệt là trong cái mùa giãn cách, mùa Covid. Tuy nhiên ở khu này thì mới được nới rộng giãn cách. Đó, hôm nay thì mình sẽ dẫn các anh chị xem một cái hồ rất là đẹp ở đây các anh chị nha. Ở đây là khu đô thị 5 sao vào ban đêm. Hôm nay mình sẽ chỉ quay được cái hồ này thôi. Và có rất là nhiều em nhỏ đang chơi đèn Trung Thu ở đây. Đó, con đường này rất là đẹp nè các anh chị, D11. Đây là cái hồ cánh sen nè các anh chị. Hồ này là có thể là hồ bán nguyệt. Và lát nữa mình sẽ quay một cái cầu rất là đẹp, cầu tựa như là cầu ánh sao của cái hồ bán nguyệt ở trên quận 7 nha, Phú Mỹ Hưng. Ở đây có thể nói là Phú Mỹ Hưng ở gần Bình Chánh anh chị ạ. Đó, đây là cái hồ này rộng khoảng 5 hecta. Đây là hồ công viên nước nha các anh chị. Ban ngày thì mình quay nó không có đẹp bằng ban đêm. Cho hôm nay mình sẽ quyết định quay vào ban đêm và một cái dịp rất là đặc biệt. Đó, các anh chị thấy không? Ở nhiều nơi thì hôm nay thì sẽ không có Tết Trung Thu giống như vậy. Và đây thì là khu đô thị 5 sao, cách chợ Bình Chánh nó khoảng 2 cây. Đó, mình sẽ dẫn con pet của mình đi coi luôn. Đó, cái hồ này rất là đẹp anh chị ơi. Các anh chị hãy chờ trong giây lát nha. Mình sẽ quay toàn cảnh cái hồ này cho các anh chị xem. Đây là cái hồ cánh sen, giống như một cái hồ bán nguyệt của quận 7 các anh chị nha. Đó, có con sư tử biển này. Ngay đây là mình có cái hồ sen các anh chị. Đó, và đây là cái cầu ánh sao. Cầu này tựa như cầu ánh sao của quận 7. Đó, các anh chị thấy là những người lớn người ta cũng ra đây chơi. Hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt các anh chị ơi. Và hôm nay là ngày lễ Trung Thu. Đó, những người lớn này ở đây người ta cũng làm những cái đèn lồng tự chế nữa các chị. Đó, trong mùa Covid này thì có một khu vui chơi như vậy là rất là tuyệt vời luôn. Đó, các anh chị thấy đẹp không? Đây là cái hồ cánh sen và đây là cái có cái cầu giống như là cầu ánh sao gì đó. Khu này có diện tích khoảng 5 hecta. Toàn cái công viên này có diện tích khoảng 5 hecta các anh chị. Và trong này là khu đô thị 5 sao những anh chị. Vào ban ngày thì mình đã review rất là nhiều cho các anh chị những căn nhà, những lô đất ở trong này. Và cũng review cái hồ này. Tuy nhiên thì tiện thể hôm nay mình sẽ review Tết Trung Thu cho các anh chị. Những đứa như nhỏ ở đây nó đang đi chơi Trung Thu ở đây. Đó, đây là cái hồ rất là đẹp các anh chị. Ban đêm thì trong khu đô thị này người ta sẽ bật đèn lên và có đèn nước kết hợp rất là đẹp luôn nha. Và nếu mà thêm nhạc nước nữa thì rất là tuyệt vời. Hiện tại thì chưa có nhạc nước nhưng mà tương lai sẽ có nhạc nước. Đây là những đứa trẻ trong những người đứa con của những anh chị trong này. Đó, những cái đèn tự chế này đi chơi rất là vui luôn. Nãy giờ tụi nó đi vòng vòng khá là lâu rồi. Đó, thấy các chị những cái đèn tự chế này rất là hay luôn nha. Đó, các anh chị thấy trong khu này có đáng sống không ạ? Đây là một khu đô thị rất tuyệt vời. Đây là khu đô thị thì khoảng 400 hecta các anh chị. Và đây là cái một trong những cái tiện ích của dự án. Đó là cái hồ bán nguyệt, hồ cánh sen. Và đây có một khu vực là mình có thể vui chơi thoải mái. Công viên trong này nhiều lắm mấy chị ơi. Đó, các anh chị thấy này, những đứa trẻ ở trong này nó đi chơi rất là tuyệt vời luôn. Và ngày hôm nay là ngày đặc biệt, ngày Tết Trung Thu. Chúng ta hãy cầu chúc cho những đứa trẻ này có một cái Tết Trung Thu thật là an lành và thật là hạnh phúc luôn nha. Đó, đây cái cầu rất là đẹp các anh chị. Đó, thấy không? Tất cả những đứa nhỏ trong này nó đều ra đây chơi Trung Thu các anh chị ơi. Đó, và hôm nay là cái Tết Trung Thu đầu tiên của khu đô thị 5 sao này các anh chị. Phải nói là đầu tiên bởi vì năm ngoái thì cũng chưa có ai vô đây ở cả. Và cũng có một vài người ở thôi, nó không sum tụ như vậy. Và năm nay thì có rất là nhiều người đã vô đây ở rồi. Đó, các anh chị thấy một căn góc rất là đẹp luôn này. Đó, ngay là cái hồ cánh sen này. Hồ này có thể nói là hồ bán nguyệt cũng được nha. Và nó có một cái cầu ánh sao, cầu khá là đẹp. Đó, view từ khu vực này nhìn rất là đẹp anh chị. So với khu vực nhìn từ bên kia hồ nhìn qua đây, thì view từ khu vực này nhìn qua rất là đẹp. Có một cái nhà rất là nổi trội của một anh. Đó, nhà đó là nhà căn góc luôn. Đó, các anh chị thấy không? Những đứa nhỏ này nó đang đi chơi đèn Trung Thu. Đó, rước đèn ông sao. Đó, những cái đèn này là những cái đèn tự chế của tụi nó luôn nha. Tụi nó tự chế luôn. Ở đây là có một cái cầu này các chị, cầu ánh sao. Đó, ở đó là có những cái bóng đèn tựa như cầu ánh sao các chị.
thấy cầu ánh sao ở quận 7 như thế nào thì ở đây giống y chang luôn. Nè, đây là con Win, con pet của mình này, nó cũng đi chơi trung thu luôn anh chị. Các anh chị thích thì hãy để lại ý kiến nha, bình luận cho mình. Đây là một cái khu vực rất là tuyệt vời. Khu này thì tổng diện tích của cái dự án này khoảng 400 hecta và đều đã có sổ rồi các anh chị nha. Và các anh chị nào mua lô đất ở đây thì nó tầm khoảng 3 tỷ cho lô khoảng 6 x 20 và xây dựng theo quy hoạch bài bản, có sổ hết rồi, có hỗ trợ vay ngân hàng đó. Đây các anh chị thấy những cái đứa nhỏ trong này nó chơi rất là vui luôn. À, đây là đèn, rất là nhiều những cái đèn tự chế. Và các anh chị thấy là những cái hồ này có đẹp không ạ? Hồ này là rộng 5 hecta đó. Và đi trên cái cầu đó là cầu ánh sao đó, tuyệt vời không, cầu ánh sao của khu đô thị 5 sao các anh chị ạ. Và đây là cái hồ bán nguyệt của khu đô thị 5 sao, hồ này rất là rộng nha. Ngoài ra còn rất là nhiều các tiện ích khác ở trong này, như là những công viên thì không phải công viên này mà công viên trên cạn, không phải công viên hồ nước nha, có một công viên rất là lớn, có hai con voi khổng lồ đó. Bên cạnh đó thì có sân tennis nè và sân đá banh nè, sân golf đều có trong này. Và trong dự án này thì cũng quy hoạch rất là nhiều các cái trường học từ cấp 1 đến cấp 2, cấp 3. Đồng thời có những cái bệnh viện, phòng khám ở trong này luôn. Và trung tâm thương mại thì đã xong nha. Đây là cái cầu ánh sao của khu đô thị 5 sao này. Đó, rất là vui luôn nha. Hôm nay thì khu vực này đã hết chỉ thị 16 và được tự do đi lại được các anh chị ạ. Cho nên là rất là vui luôn. Và đúng vào dịp ngày trung thu luôn các chị. Hôm nay là ngày 21 dương lịch, 21 tháng 9 dương lịch. À, còn âm lịch là hôm nay đúng là ngày Tết Trung Thu của những đứa nhỏ này. Rất là vui luôn các chị. À, các anh chị nếu mà mình sở hữu nhà trong này, mình có những đứa con, mình có thể cho nó giao lưu với những đứa con của những anh chị trong này. Đó. Những anh chị trong này là những người ở trên thành phố, người ta về đây sinh sống. Một khu đô thị sống rất là thoải mái luôn các chị ạ. Đó, trong khu này thì giá những căn nhà ở đây tầm khoảng 4 tỷ hơn một xíu là mình sẽ sở hữu căn nhà khoảng 3 lầu, diện tích từ 5m20 đến 4m50 22. Đó các anh chị, mình đã review rất nhiều căn nhà trong này. Và những cái lô đất ở trong này thì tầm khoảng 3 tỷ một lô, đối với diện tích là ngang 5m50 dài 22 và ngang 6 dài 20. Mình cũng có vài lô ở trong này, các anh chị cần thì liên hệ. Và khu vực này thì đã có sổ rồi các chị, nên các chị yên tâm nha. Đó, khu vực này mình buổi tối mình ra đây mình thư giãn rất là tuyệt vời luôn, đi dạo vào buổi chiều, buổi tối ở đây nha. Anh chị nào thích đi bộ thì đây là khu vực rất là tuyệt vời để các anh chị có thể thả bộ và mình thư giãn vào buổi tối cũng như buổi chiều các anh chị ạ. Buổi sáng mình cũng thể đi được, tuy nhiên là buổi tối thì nó sẽ vui hơn, lung linh hơn các chị. Đó, cái cầu này rất là giống cầu ánh sao này, các anh chị để ý những cái bóng đèn này, đó y chang như cầu ánh sao luôn. Đó, và cái cầu này mình có thể đi bộ ra đây chụp hình rất là feel luôn các chị nha. Đó, sau này khu này rất là sung các chị, khi mà sung lên thì giá trị của những cái lô đất, những căn nhà đây thì không còn giá hiện tại nữa mà nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Và khu này thì hiện tại thì có hơn 100 căn nhà rồi các anh chị đang sinh sống ở trong này. Và nhà mình thì cũng đang ở khu vực này luôn các chị nha. Hiện tại đã hết giãn cách ở khu vực này, cho nên các anh chị nào mà đi được, xem được, đi xem nhà, xem đất được thì các anh chị hãy liên hệ mình để mình được đi xem những căn nhà, những lô đất ở trong này luôn. Đây là cái cầu, đây là cái khu vực hồ cánh sen, hồ bán nguyệt của khu đô thị 5 sao. Đây là cầu ánh sao này, đó, rất là đẹp luôn các chị ạ. Toàn bộ bà con trong này ra đây vui chơi thoải mái lắm nha. Và ngoài ra còn rất là nhiều các tiện ích từ sân đá banh, sân tennis cho đến sân golf đó, và công viên rồi nhà gỗ, nhà chờ rất là nhiều để chúng ta có thể tổ chức những cái buổi picnic và đi bộ. Ngoài ra thì mình còn có shopping mall, là những cái trung tâm thương mại thì đã xong rồi các anh chị ạ. Đó, mình sẽ review cho các anh chị xem này, rất là đẹp không, quay từ xa. Đó, cái hồ này thì tổng cái diện tích cái hồ này tầm khoảng
5 hectare anh chị đó. Và ở đây là người ta xây dựng rất là đồng bộ và toàn bộ là có sổ hết rồi, nên các anh chị yên tâm nha. Và khu vực này thì tới chợ Bến Thành khoảng 23 cây. Bên cạnh dự án này có cái công viên, có cái cao tốc Bến Lức Long Thành đó. Bến Lức Long Thành thì nó sẽ kết nối trực tiếp tới sân bay Long Thành. Sau này mình đi sân bay tầm khoảng 30 đến 45 phút là sẽ tới sân bay Long Thành đó, cho nên rất là tiện lợi. Và khu vực này thì mình về Bình Tân khoảng 7 đến 10 cây, ra qua là thông qua chợ Bình Điền khoảng tầm 7 cây, và đi rất là dễ dàng di chuyển qua đường Nguyễn Văn Linh và đường Võ Văn Kiệt. Mình sẽ thông qua các quận 5, quận 6, quận 8 và quận nhất, quận 2 đó. Mình đi được rất là nhiều đường, di chuyển vào thành phố tầm khoảng 40 phút anh chị, tới trung tâm Bến Thành là 23 cây. Đó, khu vực này rất là đẹp anh chị thấy không đó, có những cái nhà người ta bật điện lên rất là đẹp, đó là một cái căn góc đó. Sau này mình sẽ xin review căn góc đó cho các anh chị. Căn góc đó là căn góc mà không bán nha các anh chị đó. Các anh chị có thể lấy cái mẫu nhà này mình xây dựng sau này cho mình. Ở đây thì nó có một cái hồ sen này các chị đó, ban ngày thì mình sẽ thấy rõ được sen nha, ban đêm thì mình quay sẽ không rõ, chỉ thấy những cái đèn rất là đẹp thôi đó. Mình ra đi đứng ở cầu này mình thư giãn này, rất là tuyệt vời luôn. Và mình có đường đi bộ xung quanh là cái hồ này luôn nha, để mình có thể đi bộ, tản bộ, tập thể dục đó. Và rất nhiều những căn nhà, những lô đất mà Huy đã review cho các anh chị trong này, hy vọng là các anh chị có nhiều thêm thông tin hơn đó. Mình nhắc lại một số thông tin về nhà đất ở trong này thì đất ở đây đã có sổ rồi, nhà cũng đã có sổ rồi. Nhà thì trên 4 tỷ một căn, và đất ở đây thì tầm khoảng 3 tỷ là các anh chị có thể mua được một cái lô đất 5,5 m x 22 hoặc là 6,20 nha. Hoặc là các anh chị mua lô đất mặt trước mặt sau là 4,5 m dài 22 thì lô đấy khoảng 2,850 tỷ đó. Ngoài ra còn rất là nhiều lô đất khác, các anh chị quan tâm thì hãy liên hệ lạc với số điện thoại hoặc Zalo hoặc Viber, WhatsApp hoặc là Facebook của Huy nha. Đó, bây giờ Huy sẽ đi một vòng cho các anh chị xem xung quanh cái hồ này. Đó. Đi trên cầu ánh sao của khu đô thị 5 sao rất là thư giãn luôn nha. Đó, ai cũng có thể ra đây được anh chị ạ. Đó, một cảm giác rất là tuyệt vời, rất là feeling. Đó, mình sau khi mình đi bộ về thì mình ngủ sẽ rất là ngon luôn anh chị ạ. Ở trong này rất là đã luôn nha. Cách chợ Bình Chánh khoảng 3 cây và khu vực này thì có rất là nhiều các cái tiện ích như là trường học kế bên luôn, trường cấp 1, cấp 2 đều kế bên dự án này, nằm ở ngoài cổng nha, sát luôn, và mình có thể cho con em mình đi học ở đó. Bệnh viện ở đây thì mình có thể chạy qua bệnh viện Bình Chánh hoặc là những cái bệnh viện tư nhân cách khoảng 2 cây. Trường học thì nhiều rồi, shopping thì mình có thể shopping qua những cái Bách Hóa Xanh này, Thế Giới Di Động ở đây cũng rất là nhiều, cách đây khoảng tầm bán kính khoảng tầm 2 cây là đầy đủ luôn. Và chợ nhỏ, chợ địa phương cũng rất là nhiều. Đó, Huy sẽ quay gần cho các anh chị xem này. Đó, rất là đẹp. Hai cái con kia là hai con lợn biển. Đó. Hai con lợn biển cảnh. Đó. Ở đây là khu đô thị 5 sao, cách chợ Bình Chánh khoảng tầm 3 cây nha. Và khu vực này đèn điện, đèn đường rất là đầy đủ rồi. Ban ngày Huy đã quay rất là nhiều cho các anh chị xem, các anh chị cần thì mình sẽ xem một số cái video mà Huy đã quay vào ban ngày. Hôm nay mình sẽ quay vào ban đêm cho các anh chị xem cái quang cảnh nó như thế nào. Và đây là cái hồ, có thể nói là cái hồ mà có thể tập trung rất là nhiều người vào ban đêm. Rất nhiều người ưa thích đi bộ, đi dạo xung quanh cái hồ này. Đó. Và ở đây thì những cái đèn này nó sẽ đổi màu như cái gì nha. Sau này mình sẽ có nhạc nước nữa, rất là ok. Và mình sẽ tổ chức rất nhiều các sự kiện vui chơi giải trí ở đây. Đó, đẹp không các chị? Nếu các anh chị quan tâm về bất động sản cũng như là những cái cảnh review trong khu đô thị 5 sao này, hay là những cái khu vực nhà đất ở quận Bình Chánh này, Nhà Bè, quận 7, Bình Tân sắp tới, thì hãy đăng ký kênh giúp Huy. Những anh chị nào chưa đăng ký kênh thì mình nhớ đăng ký kênh nha. Và những anh chị nào đã đăng ký kênh và đang theo dõi thì hãy like cho mình một cái nha. Và nhớ chia sẻ cái video này
cho nhiều người chưa biết đến khu đô thị 5 sao, để mình cùng về đây mình tìm hiểu và biết đâu mình sẽ trở thành một công dân ở trong khu đô thị tuyệt vời này. Đó, hiện tại Huy cũng đang sống trong khu này và cảm thấy rất là an tâm, cảm thấy rất là thoải mái, đặc biệt là trong cái giai đoạn dịch Covid nha, ở khu này thì rất là an toàn, luôn luôn là vùng xanh, mặc dù ở bên ngoài có thể là vùng đỏ, vùng vàng, nhưng trong khu đô thị này luôn luôn là vùng xanh anh chị, cho nên là rất là an toàn. Đó, này cục kéo vó này các chị, đó chỗ này cũng có chỗ mình kéo vó như ở quê cho mình. Đó, đó các anh chị thấy khu vực này mình nhìn qua bên kia thì nó không tuyệt vời bằng cái view hồi nãy nha. Và Huy cũng sẽ gần kết thúc review cái hồ này rồi. Và hôm nay là một cái ngày lễ Trung Thu đặc biệt của những đứa nhỏ, thì Huy kính chúc những đứa nhỏ, những con em của những anh chị đang theo dõi video này một cái mùa lễ Trung Thu thật là hạnh phúc bên gia đình nha. Và thật mình là bình an, thật là khỏe mạnh nha. Và tới đây Huy sẽ kết thúc review những cái Tết Trung Thu ở trong khu đô thị 5 sao này. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi và nhớ đăng ký kênh, nhớ ủng hộ bằng cách like dùng Huy nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong thời gian sớm nhất.